tuổi? Chị là Văn Thị Thanh Bình, hôm nay chị 38 tuổi. Chị hiện tại đang công tác tại công ty cổ phần vận tải đa phương thức Duyên Hải. Hiện giờ mình đang là sinh viên trường Đại học Hải Phòng. Trước đây ấy, thì mình cũng có từng tập luyện ở nhiều trung tâm rồi, nhưng mà không đạt được hiệu quả mong muốn ấy. Trang thiết bị của Hotin thì với điện máy móc rất là hiện đại. Huấn luyện viên thì rất là sát sao, chỉ dẫn mình tận tình. Mỗi giờ tập luyện thì là chị cảm thấy rất là thoải mái và thư giãn. Thể lực của mình cũng được cải thiện đáng kể. Trước đây thì mình khá là ốm yếu, nhưng mà sau khi mà đến với Hotin thì mình cũng đã khỏe mạnh hơn trước rất nhiều.